Thay mặt những người làm chương trình, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi trang địa phương huyện Phú Ninh số tháng 10 năm 2024, phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Sau đây là nội dung chương trình. Đoàn giám sát Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh do ông Nguyễn Phi Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện làm trưởng đoàn, đã tổ chức giám sát việc thực hiện luật thực hiện dân chủ ở cơ sở tại huyện Phú Ninh. Luật thực hiện dân chủ cơ sở có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2023. Phú Ninh đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị liên quan ban hành hơn 21 văn bản tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy chính quyền, cán bộ đảng viên và nhân dân về thực hiện dân chủ cơ sở. Công tác đối thoại với người đứng đầu cấp ủy chính quyền với nhân dân, tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo được chú trọng. Trong năm 2023, huyện và xã đã tiếp 818 lượt người, giải quyết 265 đơn, đạt tỷ lệ 91,7%. Mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội tổ chức 68 cuộc giám sát, 40 hội nghị góp ý phản biện xã hội, trong đó phối hợp với ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở huyện giám sát 12 tổ chức và 2 cá nhân. Đoàn giám sát đã đánh giá kết quả đạt được của huyện Phú Ninh, đồng thời nhấn mạnh một số nội dung cần chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới. Trước đó, đoàn giám sát đã làm việc với Ủy ban nhân dân xã Tam Đại, xã Tam Thái, nhà sinh hoạt văn hóa thôn Đặng Trung, xã Tam Dân. Hội nghị huyện ủy Phú Ninh lần thứ 20 đã đánh giá thực hiện các mặt công tác 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2024. 9 tháng đầu năm, huyện ủy Phú Ninh kết nạp 82 đảng viên, đạt tỷ lệ hơn 94% chỉ tiêu ban thường vụ tỉnh ủy giao. Ủy ban kiểm tra từ huyện đến cơ sở đã tiến hành kiểm tra giám sát 69 tổ chức đảng và 27 đảng viên. Công tác dân vận, dân tộc tôn giáo được tập trung lãnh đạo và thực hiện đạt kết quả. Triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình dân vận khéo theo đặt hàng tại các địa phương đợt 1. Huyện ủy cũng chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024. Giá trị sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp thuần đạt hơn 1.800 tỷ đồng, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm 2023. Giá trị sản xuất thương mại dịch vụ đạt hơn 2.900 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2023. Giải ngân quyết toán các công trình hoàn thành, nhất là các dự án chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập huyện, đạt hơn 37%. Công tác chăm lo đời sống nhân dân, giải quyết chính sách ngữ công cách mạng, an sinh xã hội được thực hiện kịp thời. Công tác quốc phòng quân sự địa phương được giữ vững, giao quân đạt chỉ tiêu giao. Tình hình trật tự an toàn xã hội được kiểm soát chặt chẽ, tập trung truy quét, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật. Huyện ủy Phú Ninh cũng triển khai kế hoạch tổ chức đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Thời gian qua, việc phổ biến nghị quyết 41 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã giúp tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ở huyện Phú Ninh tăng đáng kể. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện không chỉ được hỗ trợ về mặt tài chính mà còn được đảm bảo an sinh xã hội khi về già. Ông Trần Bốn và vợ làm nghề buôn bán tự do tại thôn Tú Hội, xã Tam Thành, từng không nghĩ đến chuyện có lương hưu vì cho rằng chỉ những người làm công chức viên chức mới có thể hưởng chế độ này. Tuy nhiên, khi được tuyên truyền về bảo hiểm xã hội tự nguyện, ông Bốn nhận ra rằng mình và vợ hoàn toàn có thể hưởng lương hưu nếu tham gia chính sách này. Đặc biệt, khi biết mình thuộc đối tượng được Hội đồng Nhân dân tỉnh hỗ trợ 5% mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, vợ chồng ông đã quyết định tham gia. Thấy cái quyền lợi xác thực của mình, nhất là xa về giờ, luôn luôn có còn cái chữ dư không ảnh hưởng đến con cháu sau này, mình cũng có đồng vô đồng ra. Cho nên là xa này dù muốn dù không thì cũng có cái tự do hết, nghỉ ngơi. Nhưng mà nếu có đồng lương thì nó rất chi là ổn định. Tính đến thời điểm hiện tại, Phú Ninh có 1.299 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện với tổng số tiền hỗ trợ theo nghị quyết 41 lên tới hơn 600 triệu đồng. Tổng số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn đã đạt khoảng 1.700 người. Thành công này nhờ vào sự phối hợp chặt chẽ giữa Bảo hiểm xã hội huyện Phú Ninh và các cơ quan đơn vị, tổ chức chính trị xã hội trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân và doanh nghiệp về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế. Các hình thức tuyên truyền được đa dạng hóa, từ truyền thanh cơ sở đến các nền tảng công nghệ số như Zalo, Fanpage Facebook, YouTube. Đặc biệt, mô hình điểm sáng tuyên truyền đã phát huy hiệu quả trong việc vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế hộ gia đình, đồng thời hạn chế tình trạng nhận bảo hiểm xã hội một lần. Nhờ đó, nhiều người cao tuổi đã được nhận lương hưu, có cuộc sống thoải mái và không còn là gánh nặng cho con cháu.
Tôi thấy không là phụ thuộc vào con cá. Cả với là thứ hai nữa là tôi yên tâm là khi mỗi năm là dò cỏ là hai sinh bệnh tật thì là có cái bảo hiểm. Cho nên không có sợ hết chọn rồi chứ, không có lo lắng. Cho nên tôi thấy cái điều này là rất là tốt. Bảo hiểm xã hội tự nguyện là một trong những chính sách ưu việt của Đảng và Nhà nước ta. Thì người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện hiện nay thì được nhà nước hỗ trợ đóng trong thời hạn là 10 năm đầu. Sự hỗ trợ của ngân sách nhà nước cũng như ngân sách địa phương thì đã tạo cái thuận lợi để cho người dân tham gia có thêm cái khoản kinh phí để tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Thì đây cũng là một cái trong những cái ưu việt của đối với lại cái nghị quyết 41 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam. Việc hỗ trợ 10% bảo hiểm xã hội tự nguyện cho hộ nghèo, cận nghèo và 5% cho các đối tượng khác đã giúp người dân vùng nông thôn như Phú Ninh dễ dàng tiếp cận với chính sách an sinh xã hội. Trong tương lai, cuộc sống của người dân sẽ thêm an yên lúc về già nhờ có lương hưu ổn định. Tại huyện Phú Ninh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Cụm thi đua khối đồng bằng tổ chức hội nghị tổng kết năm 2024 về dự có lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ chín huyện, thị xã, thành phố đồng bằng. Năm 2024, hoạt động hội được thực hiện với chủ đề tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hội, cùng với hai khâu đột phá. Đối với phương thức hoạt động hội, trọng tâm là ứng dụng công nghệ thông tin và tập trung xây dựng cơ sở hội vững mạnh giai đoạn 2022-2027. Trong công tác xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình Việt Nam ấm no, hạnh phúc, tiến bộ văn minh. Tiếp tục triển khai cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới. Thực hiện 227 công trình phần việc tập trung vào môi trường sinh thái giúp thoát nghèo, xây dựng tuyến đường phụ nữ tự quản, tuyến đường hoa. Hội đã xây dựng mới và sửa chữa nhà cho hội viên, tặng hàng ngàn suất quà, thẻ bảo hiểm y tế, xe đạp và các nhu yếu phẩm khác với hơn 10,6 tỷ đồng. Ngoài ra, Hội Liên hiệp Phụ nữ còn hỗ trợ thành lập mới 10 hợp tác xã, 8 tổ hợp tác do phụ nữ quản lý tốt nguồn vốn vay ủy thác từ ngân hàng chính sách xã hội, hỗ trợ hàng trăm hội viên phát triển kinh tế. Hội phối hợp tổ chức hơn 70 lớp tập huấn, 54 lớp đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phú Ninh vừa phối hợp công an huyện tổ chức hội nghị công an lắng nghe ý kiến nhân dân năm 2024. Tại đây, nhiều đại biểu trực tiếp bày tỏ ý kiến, kiến nghị với lực lượng công an liên quan các vấn đề an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, khai thác khoáng sản trái phép, tội phạm lứa tuổi chưa thành niên, an ninh mạng, cải cách thủ tục hành chính. Trên tinh thần xây dựng, hội nghị nghe nhiều ý kiến chân thành thẳng thắn đối với lực lượng công an như tác phong, thái độ phục vụ nhân dân, công tác chuyên môn nghiệp vụ và tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương trong việc đảm bảo tình hình an ninh trật tự. Với tinh thần cầu thị thẳng thắn, Thượng tá Thái Nguyên Khánh, Phó trưởng Công an huyện Phú Ninh đã trực tiếp trả lời, giải đáp các ý kiến của nhân dân, đồng thời nghiêm túc tiếp thu những ý kiến về những mặt còn tồn tại, hạn chế để khắc phục, chấn chỉnh trong thời gian tới. Quán triệt sâu sắc quan điểm dân là gốc, dân là trung tâm, Đảng bộ huyện Phú Ninh đã thực hiện nghiêm túc, vận dụng sáng tạo, linh hoạt các chủ trương, đường lối của Trung ương để vận động, tập hợp nhân dân, phát huy dân chủ, khơi dậy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức đồng lòng, xây dựng thành công huyện nông thôn mới. Năm 2009, Ban Dân vận Trung ương chính thức phát động phong trào thi đua dân vận khéo trong cả nước. Hành trình 15 năm, phong trào dân vận khéo đã luôn gắn liền với phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Từ đó, phát huy hiệu quả và góp phần to lớn quyết định sự thành công nông thôn mới của Phú Ninh trong thời gian qua. Bên cạnh các mô hình kinh tế, các mô hình dân vận khéo trên lĩnh vực văn hóa xã hội cũng xuất hiện đa dạng sôi nổi, đi vào chiều sâu, từng bước trở thành việc làm thường xuyên của tập thể, cá nhân, địa phương, đơn vị. Đó là các mô hình gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phân loại rác thải tại nguồn của Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, ánh sáng đường quê, thanh niên chung tay tham gia chuyển đổi số của đoàn thanh niên, vận động nhân dân thực hiện treo cờ đúng quy cách của Hội Cựu chiến binh huyện, mô hình 503 sạch, nhà sạch, vườn đẹp, đường thông thoáng, ngôi nhà xanh, trồng hoa thay cỏ dại, mẹ đỡ đầu của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện. Năm qua thì Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã tập trung công tác tuyên truyền, vận động, đổi mới nội dung phương thức hoạt động, phát động các phong trào thi đua. Bên cạnh đó thì hội cũng đã tập trung chú trọng
nghiên cứu đến cái việc là xây dựng các cái mô hình điển hình nhân vận khéo. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện chúng tôi xác định lấy cái đầu ra hoạt động của các mô hình dân vận khéo trên địa bàn huyện làm thước đo để đánh giá kết quả hoạt động phong trào cũng như là gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, và lấy cái hiệu quả đầu ra của các mô hình điển hình dân vận khéo để làm cái động lực để thúc đẩy việc thực hiện các cái nhiệm vụ trọng tâm của hội. Lan tỏa phong trào dân vận khéo của Phú Ninh còn là các hoạt động đền ơn đáp nghĩa rất thiết thực, ý nghĩa. Phú Ninh còn 45 mộ liệt sĩ là mộ đất do gia tộc quản lý cần được xây dựng vì người thờ cúng có hoàn cảnh khó khăn. Huyện nhà đã trích ngân sách 225 triệu đồng và nguồn ngân sách cấp xã hỗ trợ ít nhất 1 triệu đồng một mộ để hỗ trợ xây dựng. Hay như mô hình sáng xanh sạch đẹp, cứ vào cuối tuần tại các ngã ba, ngã tư trên địa bàn 11 xã thị trấn, đông đảo bà con nhân dân cùng các cựu chiến binh, hội nông dân, đoàn viên thanh niên và cán bộ đảng viên, nhân dân ra quân dọn vệ sinh môi trường thông thoáng. Mỗi chi bộ thôn khuấy phố chọn một mô hình để triển khai thực hiện, trong đó khuyến khích chọn địa điểm gắn với xây dựng tuyến đường kiểu mẫu, tuyến phố văn minh tại địa phương. Thực hiện mô hình dân vận khéo này thì cũng đánh giá cao đó là cái nhận thức của các quỹ, chính quyền, mặt trận có đoàn thể góp phần trong công tác xây dựng cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp gắn với xây dựng nông thôn mới. 15 năm triển khai thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo, Phú Ninh có 1.198 mô hình dân vận khéo của các ban ngành, lực lượng vũ trang, mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội từ huyện đến cơ sở đăng ký thực hiện trên các lĩnh vực. Từ đó, có trên 110 mô hình điển hình dân vận khéo thực hiện hiệu quả và có thể nhân rộng. Và đã có 92 điển hình tập thể và 18 điển hình cá nhân được tuyên dương khen thưởng. Nhận diện cho được, để rồi chúng ta mới có quyết tâm chính trị lớn, rồi chúng ta mới có cái hành động quyết liệt hơn. Người ta phương châm là đảng viên đi trước, lòng nước theo sau. Thì anh muốn nói cái gì anh phải làm trước rồi đó. Còn anh không làm thì anh đừng nói. Cho nên bây giờ là có thể nói là nôm na dân vận khéo là gì? Là nó đi đâu với làm. Nó đi đâu với làm. Thậm chí là làm nhiều nói. Chứ không phải nói nhiều làm ít. Nó đi đâu với làm. Và làm thực chất, làm hiệu quả. Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong. Những đổi mới trong công tác dân vận và phong trào thi đua dân vận khéo là nhân tố quan trọng, không ngừng củng cố và bồi đắp mối quan hệ mật thiết giữa đảng với nhân dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc. Qua đó, góp phần đưa các chủ trương, nghị quyết của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước vào cuộc sống, tạo đồng thuận tin tưởng trong nhân dân, xây dựng quê hương Phú Ninh ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh. Phóng sự vừa rồi đã khép lại trong địa phương huyện Phú Ninh, phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn.